xin chào Min. Và các bạn ơi, các bạn có thấy Min xinh đẹp quá không? Vừa xinh đẹp vừa dễ thương, cực kỳ, rất là hát hay nữa các bạn ạ. À. Và trước khi mà đến với những ca khúc tiếp theo của Min mà để cho làm nóng không khí hơn nữa thì Min có thể mình trò chuyện với khán giả ở Vũng Tàu được không ạ? Mọi người sẵn trò chuyện với Min không ạ? Vâng, và đến với thành phố biển Vũng Tàu với vai trò là đại sứ thương hiệu của Tobok thì cảm xúc của Min hiện tại như thế nào? Khi mà trở thành đại sứ thương hiệu của Tobok thì Min cảm thấy đây là một cột mốc mới sắp chặn được của mình. Và Min cũng rất là cảm thấy rất là có cái sự đồng điệu với cá tính của Min và cái nguồn năng lượng rất là tích cực của Tobok. Và Min muốn là cùng với Tobok lan tỏa năng lượng này đến các bạn trẻ ạ. Yes. Yeah, that's true. Và tiếp theo thì Min có thể là chia sẻ về khi mà mình trở thành một đại sứ của thương hiệu của Trung Quốc và những dự định sắp tới với vai trò gì trong... Trong thời gian tới thì Min có ấp ủ rất là nhiều dự án âm nhạc và cũng mong rằng là sự đồng hành với cả Trung Quốc này sẽ giúp Min đến gần với các mọi người hơn và tại các sự kiện âm nhạc mà cùng lan tỏa những cái tinh thần chơi phải tới và một cái tinh thần là luôn luôn không ngại thử thách và không ngại thử những cái điều mới ạ. Mọi người sẵn sàng không ạ? Đi cùng Min nhá. Và trước khi đến với những ca khúc của Min thì Min có thể gửi những cái lời nhắn nhủ gì đến tất cả các khán giả ở Vũng Tàu và đặc biệt là những bạn trẻ cực kỳ nhiệt trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Yeah, mọi người ơi, mọi người còn đủ sức để quẩy với Min không?